Quý vị thân mến, trong suốt 844 năm lịch sử của chế độ giáo dục khoa cử nho học, các triều đại phong kiến nước ta đã lấy tổng cộng 47 vị trạng nguyên, trong đó lừng danh nhất được người đời ca ngợi hơn cả là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông là nhà thơ kiệt xuất, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn. Nhưng trước hết, trong nhận thức của quần chúng bao đời nay, ông là vị trạng trình gần gũi và có tài tiên tri bậc nhất. Trạng nguyên thời Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nổi danh nhờ tài học sâu rộng, tầm nhìn chiến lược mà còn được người đời tôn kính vì những lời sấm chuyển chính xác. Tiểu sử Nguyễn Bỉnh Khiêm, những lời tiên tri sấm chuyển đã trở thành sự thật ứng nghiệm đời sau. Trong lịch sử khoa cử nước ta thời phong kiến, Nguyễn Bỉnh Khiêm là vị trạng nguyên đặc biệt. Sự nổi tiếng của ông không phải vì có tài năng xuất chúng khi còn ít tuổi, thậm chí khi đã ngoài 40, ông mới tham dự khoa thi đầu tiên trong cuộc đời. Ông cũng không được ca tụng trong dân gian về các màn đối đáp xuất sắc hay tài ứng xử khéo léo, nhưng ngay khi ra làm quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm được triều đình đương thời trọng dụng bởi tầm nhìn chính trị rộng. Thay vì được ca ngợi vì tài năng thiên phú, trạng trình được sử sách, cũng như người đời thừa nhận là nhà dự báo hoạch định chiến lược kỳ tài, nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ, thường được tôn xưng là Tuyết Giang Phu Tử. Dân gian tương truyền, thuở nhỏ Nguyễn Bỉnh Khiêm có tên là Nguyễn Văn Đạt, tức là Thành Đạt. Ông là cháu ngoại, hộ bộ thượng thư Nhữ Văn Lân, có mẹ là Nhữ Thị Thục. Là tiểu thư gia đình quyền quý, bà Nhữ Thị Thục là bậc nữ lưu tài hoa, bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ. Bà có tài văn chương và đặc biệt là giỏi về lý số. Bà có thể đoán trước nhà Lê sẽ suy yếu nên có ý kén một người chồng có tướng sinh quý tử để tính chuyện đại sự quốc gia. Kén mãi không gặp được người vừa ý, mãi đến năm ngoài 30 tuổi, bà đành kết bạn với ông Nguyễn Văn Định, học trò quốc tử giám và sinh ra Nguyễn Bỉnh Khiêm. Do đó, trong quá trình nuôi dạy, bà gửi gắm tất cả ước vọng đó vào con trai mình. Có thuyết nói rằng, bà gặp anh đánh cá Mạc Đăng Dung ở bến đò và tiếc rẻ là không có duyên với người tướng cách đế vương này. Bà lấy chồng với hy vọng là sau sinh con đạt ngôi cửu trùng. Ngay từ đêm tân hôn, bà đã dặn trước chồng là khi nào trăng lên đến đầu ngọn tre mới được động phòng. Nào ngờ ông Văn Định động phòng hơi sớm nên bà thụ thai không đúng vào giờ tốt. Tuy sinh được quý tử nhưng không đạt được tột đỉnh thiên tử. Cũng có chuyện kể rằng, thuở nhỏ Nguyễn Bỉnh Khiêm khôi ngô tuấn tú khi đang tắm với lũ trẻ ở sông Hàn, một thầy tướng số nghề tàu đi thuyền qua nói rằng cậu này đáng lẽ tướng làm vua nhưng vì nước da hơi thô nên chỉ làm đến trạng nguyên tể tướng. Cha ông từng xung chức thái học sinh, mẹ lại lầu thông kinh sử, lý số nên ông được rèn luyện kỹ lưỡng. Khi lớn lên, ông vào Thanh Hóa học thầy là Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng, nguyên lại bộ thượng thư. Trước khi thầy mất, đã truyền lại cho ông cuốn Thái Ất Thần Kinh, là một cuốn sách lý giải kinh dịch của Dương Hùng đời nhà Hán. Sách hiếm này Lương Đắc Bằng có được khi đi sứ sang Tàu. Nguyễn Bỉnh Khiêm lớn lên trong một giai đoạn lịch sử mà nhà Lê đang suy thoái, các phe phái trong triều đình đố kỵ chém giết lẫn nhau. Năm 1572, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra một triều đại mới. Thế là suốt cuộc đời thanh niên trai trẻ, Nguyễn Bỉnh Khiêm phải sống trong ẩn dật, không được đóng góp tài năng cho đất nước. Ông đã bỏ qua tới 9 kỳ đại khoa, trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ và 2 khoa thi đầu tiên dưới triều nhà Mạc. Tới năm 1534, có sách nói là 1535, dưới thời Mạc Thái Tông, ông mới quyết định đi thi. Ông hy vọng triều đại nhà Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Lúc này, Mạc Đăng Dung đã nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh và rút về làm Thái Thượng Hoàng. Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược, Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà học giả uyên thâm, một trí thức dân tộc đã nhìn thấy điều đó. Và ông hy vọng, với nhân vật này, triều đại mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng rối ren mà vua tôi nhà Lê và các tập đoàn phong kiến trước đó gây ra. Ba lần thi hương, thi hội, thi đình, ông đều đỗ đầu và đỗ trạng nguyên. Từ đấy, ông làm quan với Tân Triều, nhà Mạc phong chức tả thị lang, chức đứng đầu hàng thứ ba trong bộ hình. Nhờ tài đức, ông được triều đình rất trọng dụng. Người đời cho là, do được thầy Lương Đắc Bằng truyền lại quyển Thái Ất Thần Kinh, nên Nguyễn Bỉnh Khiêm tinh thông về lý học tướng số, có thể tiên đoán được biến cố trước và sau 500 năm. Nói về Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà sử học Phan Huy Chú đã viết trong bộ sách lớn Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí rằng
một bậc kỳ tài hiền danh muôn thuở. Tài năng tiên tri của Trạng Trình không chỉ trong nước biết đến mà còn vang đến tận Trung Hoa, khiến giới học giả ở đó cũng ngưỡng mộ xưng tụng An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền. Ông được bổ nhiệm làm Đông Các Hiệu Thư, tức là sửa chữa văn thư, sau thăng làm Tả Thị Lang Bộ Hình. Bộ lại kiêm Đông Các Đại Học Sĩ, tức Tam Phẩn. Trong 8 năm tại triều, ông từng dâng sớ xin chém 18 lộng thần. Năm 51 tuổi, đời vua Mạc Phúc Hải, ông cáo quan về quê. Ít lâu sau, triều đình lại vời ông ra làm Thượng Thư Bộ lại, Thái Phó, phó giúp vua nhỏ Mạc Phúc Nguyên, cùng với Mạc Kính Điển là chú vua và là trụ cột chống đỡ nhà Mạc. Trong khoảng 55 đến 70 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy không ở hẳn kinh đô Thăng Long nhưng vẫn cáng đáng rất nhiều việc triều chính, lúc bàn quốc sự, lúc đi đánh giặc. Nhà Mạc tôn kính ông như quân sư, phong ông làm Trình Tuyền Hầu. Vì vậy, dân gian mới gọi ông là Trạng Trình. Mãi tới ngoài 70 tuổi, ông mới hoàn toàn quy ẩn nơi quê nhà. Trạng Trình có 3 người vợ và 12 người con, trong đó có 7 trai 5 gái, các con trai đều có chức tước sau này. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhân vật lịch sử độc nhất, làm cố vấn cho một lúc 4 tập đoàn phong kiến đối nghịch nhau, Lê Mạc, Trịnh Nguyễn. Sau khi nhà Lê bị Mạc Đăng Dung chiếm ngôi, con của vị tướng triều Lê là Nguyễn Hoàng Dụ đã trốn sang Lào, được vua Lào cho nương náu ở xứ Cẩm Châu, trấn Nam Phủ, tỉnh Thanh Hóa. Năm Quý Tỵ, Nguyễn Kim lập con út của vua Chiêu Tông lên làm vua, gọi là Trang Tông. Để mưu đồ đại sự, Nguyễn Kim đã thu nạp kiện tướng ở tỉnh Thanh Hóa là Trịnh Kiểm, sau là con rể của Nguyễn Kim. Năm Canh Tý 1540, Nguyễn Kim đem quân đánh chiếm Nghệ An và thu phục cả Thanh Hóa. Nhưng bỗng dưng Nguyễn Kim chết vì ngộ độc. Mọi bình quyền về tay Trịnh Kiểm. Nước ta bị chia thành đảng trong và đảng ngoài. Từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà Mạc gọi là Bắc Triều. Từ Thanh Hóa trở vào là khu vực của nhà Lê hay gọi là Nam Triều. Nguyễn Kim mất, để lại hai người con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Cả hai tuy còn ít tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng xuất sắc hơn người. Trịnh Kiểm không khỏi lo sợ cả hai sau này có thể tranh giành địa vị với mình, nên đã ngấm ngầm ngăn trở. Và vì thế Nguyễn Uông chỉ mắc một lỗi nhỏ, Trịnh Kiểm cũng buộc Nguyễn Uông phải chịu phép gia đình. Nguyễn Hoàng thấy anh bị hại, sợ đến lượt mình, liền cử người kín đáo lên hỏi Trạng Trình. Trạng không trả lời cụ thể, chỉ đứng ngắm đàn kiến bò trên hòn non bộ trước sân nhà và thốt lên một câu: Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nghĩa là từ núi đèo ngang ở Quảng Bình kia có thể yên thân được muôn đời. Từ câu nói đó, Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng Trạng Trình đã bày cho kế đi vào phương Nam lập nghiệp. Nguyễn Hoàng vội vàng đến nói riêng với chị là bà Ngọc Bảo, xin Trịnh Kiểm cho vào trấn phía Nam. Trịnh Kiểm cũng cho đó là bỏ được mối họa nên đồng ý ngay. Bèn tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa, phía Nam dãy Hoành Sơn. Nhờ thế mà lập nên cơ nghiệp của họ Nguyễn ở đằng trong, truyền nối lâu dài. Năm Mậu Thân 1548, vua Lê Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập thái tử, tên là Duy Huyên lên ngôi, tức là Lê Trung Tông. Nhưng vua chỉ ở ngôi được 8 năm thì mất, lại không có con trai nối nghiệp Giang Sơn. Trịnh Kiểm muốn chiếm ngôi nhưng lại sợ người đời oán trách nên sai người đến hỏi Trạng Trình. Ông chỉ bảo, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản. Ý nói, chúa Trịnh vẫn giữ ngôi vua Lê nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay chúa, như vậy sẽ tốt hơn. Bởi Lê còn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Ngầm hiểu được ý Trạng Trình, Trịnh Kiểm tìm con cháu họ Lê đưa lên làm vua, tức là Lê Anh Tông. Nhà Mạc sắp suy vong, trong tình thế nguy cấp, nhà Mạc cho người đến hỏi Trạng Trình thì được ông trả lời. Cao Bằng tàng tại, tam đại tồn cô, có nghĩa là rút về đất Cao Bằng thì kéo dài thêm được 3 đời nữa. Con cháu nhà Mạc đã theo kế ấy thu về đất Cao Bằng và đã tồn tại được thêm 3 đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ, đúng như lời Trạng. Trước lúc mất, Trạng có giao cho con cháu một ống tre sơn son thép vàng, bịt kín hai đầu và dặn đúng năm tháng ấy, ngay giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan. Trạng còn đặc biệt căn dặn là tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn và trừ quan tổng đốc ra, không ai được mở ống. Sau khi Trạng mất, con cháu Trạng lâm vào cảnh túng thiếu và không còn phát triển được như trước, ấy vậy mà chẳng ai dám trái lời Trạng. Mấy trăm năm, con cháu sống trong cảnh nghèo đói, sa sút đến đời thứ 7. Đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả, con cháu làm theo lời Trạng, rước cái ống tre ấy lên dinh quan tổng đốc.
Tổng đốc đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp thì rất ngạc nhiên, vì không biết xảy ra việc gì nên truyền cho vào. Quan tổng đốc vừa bước ra khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng dầm một cái. Chiếc xà nhà bằng gỗ nặng, không biết bị mọt ăn hỏng từ bao giờ, rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Quan tổng đốc bất ngờ hoảng hốt, chưa kịp bình tĩnh, quan lại kinh hãi khi mở ống tre ra xem. Bên trong có một cuộn giấy đề hai câu thơ: Ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là cứu người thoát nạn đổ nhà, người nên cứu con cháu ta khỏi nghèo. Quan kinh hồn bạt vía về tài tiên liệu của Trạng, biết rằng Trạng Trình đã cứu mạng nên ông đã giúp con cháu cụ Trạng nhiều tiền của để đền ơn. Vào giai đoạn thế kỷ 19, những năm 1834, vào đời Minh Mệnh thứ 14, tức sau 249 năm sau khi Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời, lúc này vua Minh Mệnh có chiếu vụ cho Nguyễn Công Trứ đi khai phá vùng đất Hải Dương, đào sông mở đường giúp cho dân chúng phát triển. Ở tại đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm trấn Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy cần phải di rời đền thờ Trạng thì mới đào được con sông theo ý muốn. Ông liền xin phép triều đình và được chấp thuận. Khi di rời bát nhang, binh lính thấy dưới bát nhang có một bia đá nhỏ phủ vải điều. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ: Minh mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà bay. Thất kinh, Nguyễn Công Trứ chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn. Bài thơ Cự Ngao Đới Sơn nằm trong tập thơ chữ Hán Bạch Vân Am Thi Tập được Nguyễn Bỉnh Khiêm viết cách đây gần 500 năm. Nhưng mãi gần đây khi Biển Đông dậy sóng, chủ quyền biển đảo của ta bị bọn bành trướng phương Bắc uy hiếp nghiêm trọng, nó mới được người người quan tâm nghiên cứu. Giới nghiên cứu ở Việt Nam đã nhiều lần nhắc đến hai câu thơ mang tính dự báo thiên tài của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Trong bài thơ này, nguyên văn bài thơ là: Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh, cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh. Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực, trước cước trào vô quyển địa thanh. Vạn lý đông minh quy bả ác, ức niên nam cực điện long bình. Ngã kim dục triển phù nguy lực, vãn khước quan hà cựu đế thành. Dịch thơ là: Con rùa lớn đội núi, núi tiên biển, biếc nước trong xanh. Rùa lớn đội lên non nước thành, đầu ngẩng trời dư sức phá đá. Dầm chân đất sóng vỗ an lành, biển đông vạn dặm giang tay giữ. Đất Việt muôn năm vững trị bình, chí những phù nguy xin gắng sức. Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Đây là bản dịch của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, bài thơ có tuổi đã khoảng 500 năm mà bây giờ càng đọc càng thấy kim nhật kim thì, rất thời sự. Ta những tưởng như cụ Trạng Trình đang nói với chính chúng ta hôm nay. Câu thơ cuối bài của cụ chính là nói về việc chúng ta trong những nhiệm vụ làm chủ Biển Đông hôm nay vậy. Bài thơ mục đích là để nói cái chí của cụ Trạng Trình nhưng lại chứa đựng những tư tưởng chiến lược cho con cháu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho đó là những câu thơ cổ nhưng mang đầy tính thời sự về việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thể hiện tâm thức về biển đảo của nhà tiên tri lỗi lạc. Khi chẳng mấy ai lúc đó quan tâm chủ quyền biển đảo, ngay cả với những nhà hoạch định chiến lược vốn nổi tiếng nhìn xa trông rộng của các triều đại phong kiến Trung Hoa trước đây, Trạng Trình đã có tầm nhìn sâu rộng và toàn diện như vậy. Ông coi việc giữ vững chủ quyền biển đảo thì đất nước Nam này sẽ vững vàng trong cảnh thanh bình thịnh trị. Ông Mai còn phân tích thêm, câu thơ cuối bài của cụ "Ta nay cũng muốn đem sức phò nguy" chính là nói về việc chúng ta trong những nhiệm vụ làm chủ Biển Đông hôm nay. Có giai thoại trong dân gian kể lại rằng trước khi mất, Trạng có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng: Bình sinh ta có tấm bia đá sẵn và đã sơn kia. Khi ta mất rồi, hễ hạ quan tài xuống là phải để tấm bia đá ấy lên nắp rồi mới lấp đất. Chờ khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng thánh nhân mắt mù thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, yêu cầu họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụi bại đấy. Con cháu nghe lời làm y như đã dặn. Nhưng chờ mãi đến 50 năm sau, có thầy địa lý nổi tiếng ở Trung Quốc muốn xem thực hư chuyện Trạng thế nào, đã lặn lội sang tận mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến nơi, thấy ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt, nhưng huyệt phát ở đằng chân, mà mộ lại đặt ngược, ông thầy tàu khoái chí cho là Trạng Trình cũng chỉ có danh mà không có thực mới cao ngạo bảo: Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này,
có thánh nhân cái gì đâu, hay là thánh nhân mắt mù đó. Con cháu cụ Trạng nghe thấy vậy liền khẩn khoản nhờ thầy đặt lại mộ cho. Ông thầy Tàu đồng ý, lại cho mình tài cao hơn Trạng đắc ý bảo: không cần phải đem đâu xa cả, chỉ cần đào lên rồi xoay lại quan tài và nhích lên một chút là được. Y lời, con cháu cụ Trạng đào mộ lên, đến gần quan tài thì thấy có tấm bia. Ông thầy lấy làm lạ mới bảo: rửa sạch đi để xem bia viết gì. Thì ra tấm bia có khắc một bài thơ: ngũ thập niên tiền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quy túc, hậu sinh nhĩ bối ná năng chi, hà vị thánh nhân vô nhỉ mục. Có nghĩa là ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc xong tấm bia, ông thầy Tàu kinh hãi toát cả mồ hôi hột. Thì ra mọi việc đã được Trạng tiên liệu từ lâu. Dưới đây là một số sự kiện xảy ra trong thế kỷ 20, theo các nhà nghiên cứu đã được Sấm Trạng Trình dự báo trước đó 5 thế kỷ. Cuộc cách mạng tháng 8 1945 được tiên tri trong câu: đầu thu gà gáy xôn xao, trăng xưa sáng tỏ soi vào thăng long. Ở câu 1, đầu thu là tháng 7 âm lịch, gà nghĩa là năm Ất Dậu, thể hiện thời gian diễn ra sự kiện lịch sử này. Gáy xôn xao miêu tả sức ảnh hưởng to lớn của sự kiện này đến muôn đời. Ở câu 2, trăng xưa theo chiết tự tiếng Hán là cổ nguyệt, ghép lại thành từ hồ, nghĩa là họ của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sáng tỏ soi vào thăng long là chỉ sự kiện sẽ xảy ra, tức là sự kiện Bác đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào ở quảng trường Ba Đình của thủ đô Thăng Long, Hà Nội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 được tiên tri trong câu: cửu cửu càn khôn dĩ định, thanh minh thời tiết hòa tàn, trực đáo dương đầu mã vĩ, hồ binh bát vạn nhập Tràng An. Câu 1, cửu cửu bằng 81 năm, tức là khoảng thời gian tính từ khi triều đình Huế ký vào hiệp định đầu hàng thực dân Pháp cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Càn khôn dĩ định hay quy luật đất trời để thể hiện sự kiện này là tất yếu. Câu 2, thanh minh thời tiết là thời điểm bắt đầu diễn ra Điện Biên Phủ, rơi vào tháng 3 âm lịch. Hoa tàn chỉ sự thất bại của thực dân Pháp thời Nguyễn Bình Khiêm, thường gọi ngoại quốc là hoa lang. Câu 3, trực đáo là thẳng tiến, dương đầu là đầu năm con dê 1955, mã vĩ là cuối năm con ngựa 1954. Câu 4, cả câu thể hiện ý rất minh bạch là 8 vạn quân cụ Hồ tiếp quản thủ đô Hà Nội, tên gọi cũ là Tràng An. Ngoài các sự kiện lịch sử, thời khắc trở lại của Trạng Trình cũng được ông ghi rõ trong câu Sấm Truyền: bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về. Đúng như lời Sấm thì vào năm 1991, tròn 500 năm ngày sinh Nguyễn Bình Khiêm, công trình thủy lợi buộc phải đào sông làm Tiên Lãng bị xẻ đôi. Cùng lúc ấy, có cây cầu được xây dựng nối sông Hàn từ quê Vĩnh Bảo của ông sang Thái Bình, phục vụ giao thông thuận tiện. Từ đó trở đi, tên tuổi, danh tiếng, tài năng kiệt xuất của Trạng Trình được sống lại và càng được người đời ca ngợi. Lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của ông được tổ chức long trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cuối năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 415 năm ngày mất của Trạng Trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho khởi công xây dựng dự án nâng cấp, tạo dựng cả một vùng rộng lớn thành quần thể, khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bình Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, với nhiều hạng mục công trình như đền thờ Nguyễn Bình Khiêm với 3 gian tiền đường, 2 gian hậu cung, phía trước có 2 hồ nước tượng trưng cho trời và đất, bức hoành phi trong đền ghi 4 chữ An Nam Lý Học. Khu vực hồ Thái Nhâm phía trước đền thờ, trên khoảng đất nhỏ giữa hồ có cầu bắc qua còn lưu giữ tấm bia đá làm năm Vĩnh Hựu thời Lê Trung Hưng 1736, ghi lại việc làm đền thờ Trạng và tên những người đã đóng góp xây dựng đền. Ngôi nhà ba gian lợp cói dựng phía sau đền mô phỏng Am Bạch Vân, nơi Nguyễn Bình Khiêm sau khi từ quan về dạy học. Quần thể vườn tượng với kích thước tương đương người thật diễn tả lại cuộc đời, cảnh dạy học khi xưa của Trạng Trình, tạo nên một khung cảnh gần gũi và sống động với du khách. Phần mộ cụ Nguyễn Văn Định, cha của Trạng Trình. Riêng phần mộ của Trạng Trình đến nay thì vẫn chưa có thông tin chính thức. Nhà trưng bày về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Bình Khiêm. Quán Trung Tân, nơi lưu giữ quan niệm mới về chữ Trung, hướng theo chí trung chí thiện. Khu vực tượng đài Nguyễn Bình Khiêm bằng đá granite cao 5,7m, nặng 8,5 tấn, cùng 2 bức phù điêu diễn tả lại cuộc đời sự nghiệp của cụ Trạng Trình và lịch sử của địa phương. Phía trước tượng đài là hồ Bán Nguyệt rộng 1.000m2. Chùa Song Mai, nhà thờ tổ, là nơi thờ bà Minh Nguyệt, người vợ thứ 3 của Trạng Trình đã từng tu hành tại đây.
tháp bút kình thiên với ngụ ý ca ngợi công đức Trạng Trình như cột trụ chống trời. Khu di tích được xây dựng khang trang đã trở thành địa điểm du lịch văn hóa lớn của thành phố Hải Phòng. Trên quê ngoại của ông ở thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Bình Khiêm cũng được thờ cùng với mẹ là Nhữ Thị Thục và ông ngoại Nhữ Văn Lan tại từ đường họ Nhữ, Nguyễn. Trong quần thể di tích có lăng mộ của vợ chồng tiến sĩ thượng thư Nhữ Văn Lan cùng con gái Nhữ Thị Thục, mẹ của Trạng Trình. Văn miếu Mao Điền ở Hải Dương và văn miếu Trấn Biên ở Đồng Nai đều có tượng và bài vị thờ Nguyễn Bình Khiêm. Đình làng Thanh Am, tên cũ là Hoa Am, thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội ngày nay, được xây dựng từ cuối thế kỷ 16, là nơi thờ Nguyễn Bình Khiêm như một vị thành hoàng của làng. Tên gọi cũ của Hoa Am cũng do Nguyễn Bình Khiêm lúc sinh thời đặt cho làng trong thời gian ông làm quan dưới triều nhà Mạc. Khi về già, ông vẫn lui tới đây khuyên dân làm nghề nông, nuôi tằm, ươm tơ, diệt lụa. Khi ông mất, nhân dân ghi nhớ công lao tôn sùng ông là một trong các vị thành hoàng của làng. Cụm đình, chùa làng Thanh Am có bề dày lịch sử với những sắc phong thần phả, sấm ký và nhiều tư liệu còn giữ. Đạo Cao Đài đã phong thánh cho Nguyễn Bình Khiêm và suy tôn ông làm Thanh Sơn Đạo Sĩ hay Thanh Sơn Trơn Nhơn, là một trong ba vị thánh linh thiêng của đạo. Bức tranh Tam Thánh Ký, Hòa Ước, lưu thờ tại Tòa Thánh Tây Ninh có vẽ chân dung của Nguyễn Bình Khiêm bên cạnh Victor Hugo và Tôn Trung Sơn. Quý vị thân mến, Nguyễn Bình Khiêm mất năm 1585. Trong rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục được nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Tất cả thành tựu giáo dục ở thời Mạc không thể không nhắc tới công lao của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tên ông nhằm tưởng nhớ đến bậc thầy vĩ đại.